U Di Cuồng. Trong một góc của vũ trụ có hai thế giới song song tồn tại hài hòa. Trong đó, thế giới khá văn minh được gọi là thiên giới, con người sống lý tính hiệu suất cao được gọi là thiên thần, mà địa giới lúc còn ở thời đại hỗn chiến các chủng tộc. Địa giới có 10 chủng tộc lớn, họ đều tuân theo chế độ văn diệu do thiên thần lập ra. Văn diệu chia làm dân, hiệp, tướng, dương. Con người dùng cấp bậc văn diệu để tượng trưng cho thân phận và thực lực khác. Cấp bậc văn diệu rất khó có cơ hội thay đổi, cho tới khi một quái vật thần bí và đáng sợ xuất hiện, khiến hai giới thiên địa đều nghe tên đã sợ. Người đó chính là Khôi Bạc. Một đầu khác của địa giới có một chủng tộc sống trong bóng tối. Họ sợ ánh sáng mặt trời, nội tâm sầu muộn, hành vi bỉ ổi. Và vì vậy, các chủng tộc khác coi thường nhất. Họ tên là Dụ Yêu. Thân là Dụ Yêu, muốn được tôn trọng, phải có được văn diệu tướng. Mà cách duy nhất để có được văn diệu tướng là đánh bại Khôi Bạc. Phụ thân, xin yên tâm, con nhất định giết chết Khôi Bạc, mang văn diệu tướng về cho cha. Khôi Bạc chỉ U Di Cùng. Đại quân Khôi Bạc áp sát biên giới, yêu hiệp của 10 chủng tộc lớn đều đi tham gia tuyển chọn quan tiên phong lần này. Hôm nay là thời hạn cuối cùng rồi, không biết ai mới là người may mắn đó. Còn phải nói sao, chắc chắn là danh môn như Quy Yêu hay Long tộc. Dũng sĩ bên đó, làm một xiên đi, ngon lắm đó, ăn không?
Cho một xin đi, lấy một xin đi. Qua đây xem đi. Thứ thối tha, ai cho ngươi ăn? Thèm ăn đập sao? Xem thử đi, muốn cái nào ta lấy cho. Ta lấy rẻ thôi. Xem thử đi thiếu hiệp. Đây là gì? Văn Diệu Dạ Minh. Có mắt nhìn. Đây là Văn Diệu Dạ Minh làm theo lý thuyết mạch tầng cơ tư tạp. Chỉ cần ban ngày hấp thụ đủ ánh mặt trời, đến tối có thể tỏa sáng rực rỡ. Nhàm chán. Nếu chết trận còn có thể tấu một bản nhạc ly biệt. Xem ra những phát minh nhỏ này không lừa được ngài rồi. Được, ở đây còn có phát minh chí cao của ta, có thể khiến cho yêu ma địa giới thoát được lực hấp dẫn của tâm trái đất. Cánh bay không chỉ mặc thuận tiện, còn rất an toàn. Bán hương liệu đây, tới xem thử đi. Hương liệu thượng đẳng, xem thử đi. Đâu ra mà nhiều dân thường vậy? Đại nhân, liên quan liên tiếp thất bại, nguồn cung cho quân đều bị thiếu thốn. Âm thầm cho phép dân thường và quân doanh bán chút đồ cũng là một cách giải quyết vấn đề cung ứng. Chỉ biết ăn. Hương liệu, hương liệu thượng đẳng. Dân thường trộm tài sản danh diệu cấp cao, theo luật chặt tay tại chỗ. Đại nhân tha tội, tiểu nữ tử không có ý đó. Có hay không không quan trọng. Theo quy định của quy tộc, kiếm rút ra thì không thu lại, để lại tay trái đi. Người chưa từng thấy máu à? Muốn lấy dân thường ra trút giận sao? Ngươi cũng cô đơn quá phải không? Rảnh tới nỗi nói thay cho một dân thường. Không để phụ nữ trẻ con thấy máu là nguyên tắc của ta, bất kể có văn diệu hay không. Theo quy tắc của quy yêu, hai kiếm giao nhau bằng với thách chiến. Theo quy tắc của vũ yêu chúng ta, hai kiếm chạm nhau bằng nắm tay. Chúng ta gặp nhau trên lôi đài. Tỷ võ lần này là để chọn ra quan tiên phong chinh chiến Khôi Bạc. Người chiến thắng sẽ đại diện toàn quân tiên phong xông trận, ưu tiên lấy được Văn Diệu tướng. Vì sao chúng ta không tham gia tỷ võ? Chỉ có người thông minh à? Dân thường còn muốn tham gia tỷ võ? Dân thường thì sao? Theo pháp luật văn diệu của Liên minh Thần Thánh, chúng ta thực sự không được. Người thách chiến tiến vào. Mạc Đa đại nhân, vì sao không chọn dựa theo bậc văn diệu? Kính quân đại nhân, công khai tỷ võ đương nhiên là để khiến dân chúng phục. Thừa thải, đối thủ của ngươi là người dụ yêu, nông dụ đảo, thần thánh dạ quốc, U Di Cuồng. Chấp nhận, đối thủ của ngươi là Văn Diệu tướng dự khuyết, người quy yêu, Mê Lạp Đô, thần thánh thù quốc, Trường Nhiễm. Dụ yêu à, là yêu hiệp bị ổi nhất trong 10 chủng tộc lớn. Trường Nhiễm đại nhân, dạy dỗ hắn, chịu chết đi. Dụ yêu, Trường Nhiễm đại nhân, dạy dỗ hắn đi.
Phong Hòa, ngươi nói xem hai người họ ai thắng. Theo lý thuyết thứ ba tăng mạch tần cơ tư tạp, ngươi có nhiều mạch môn thực lực mạnh hơn. Không ngờ yêu dù nhỏ nhỏ như ngươi cũng có năm mạch môn. Chịu chết đi. Ai nói với người ta chỉ có năm mạch môn? Mạc Đa đại nhân, không phải nói ai thắng thì có thể làm quan tiên phong sao? Người trẻ tuổi đừng nóng vội. Thành kiến của mọi người với chủ yêu không thể thay đổi trong ngày một ngày hai. Ta phải cân nhắc tới cảm nhận của toàn dân. Nhưng mà tộc dù yêu các người cũng không thích hợp hành quân ba ngày. Ngươi cũng đừng có chán nản. Mỗi yêu hiệp đều có tác dụng của người đó. Có một nhiệm vụ phải thuộc về ngươi. Tổng cộng đã mất bao nhiêu lương thực? Ngài muốn hỏi mỗi ngày có bao nhiêu lương thực. Đồ ăn xem như đủ. Có rượu, có thịt. Ta hỏi đã mất bao nhiêu lương thực? Một ngày 10 thạch. Thêm 10 thạch nữa đi. Long tộc hay là độc giác? Các ngươi đi trước. U Di Cuồng đại nhân, phát hiện kẻ trộm, để lão phu song kiếm hợp bích với ngài. Ở bên đó, đuổi theo. Dạ, nhanh lên, hai người đi bên đó. Được. Lão đại, chúng ta bị lộ rồi, hay là về thôn đi. Lão đại mất quyết châu, là chí bảo của tộc họ, còn là vật định tình của họ. Chỉ có người thông minh. Chúng ta quay về liều với chủ yêu đó, cứ quyết châu lại cho lão đại. Lão đại, cuối cùng ta cũng tính ra rồi, chúng ta không phải là đối thủ của kẻ địch. Không, vẫn là lão Bạch có chí khí. Hay là quay về đi. Kính quân đại nhân, đ
rốt cuộc mới có thể hoàn thành động lực nhận này? Đám khốn quân Linh Sơn đã quỷ mấy ngàn văn diệu tướng sĩ ta. Hiện giờ thí nghiệm đã hoàn thành, chỉ thiếu Ngân Hà Tinh. Chỉ có sức mạnh của Ngân Hà Tinh mới có thể đánh bại mạch thú của Khôi Bạc. Cứ thuộc hạ của ngài tìm Ngân Hà Tinh, trong thời gian này đừng giao chiến với Khôi Bạc. Nhưng mà rừng mù sương của Ngân Hà Tinh vẫn luôn là mấy cấm địa nguy hiểm nhất của địa giới. Yêu quái địa giới đúng là sinh vật khó hiểu. Chút hy sinh này so với thương tổn cho Khôi Bạc gây ra có tính là gì? Cô làm thế này là bằng với bảo đi nạp mạng. Sao lại là nạp mạng? U Di Cuồng, sao ngươi vào được đây? Nếu ta đã có thể tới thì nhất định có thể lấy được Ngân Hà Tinh. Xin Mạc Đa Đại Nhân hạ lệnh. Người trẻ tuổi, chuyện này Mạc Đa Đại Nhân, nếu vị yêu hiệp này đã có thân thủ lợi hại, lại một lần muốn lập công cho liên minh, thôi thì cứ giao nhiệm vụ này cho cậu ấy đi. Được, nhiệm vụ này giao cho ngươi. Có điều tiền tuyến căng thẳng, ta không dư nhân thủ cho ngươi. Không phiền Mạc Đa Đại Nhân phải lo. Quả thật có bản lĩnh. Binh khí như tay chân, không thể để kẻ địch lấy được. Vừa rồi kết hợp không tệ, chỉ có điều quá chú ý đồng đội. Quản Tú, ngươi không sao chứ? Vừa rồi suýt nữa lấy được Quyết Châu. Xin lỗi lão đại, muốn lấy lại đồ phải đồng ý một điều kiện của ta. Điều kiện gì? Theo ta. Mạc Đa Đại Nhân, vị này nhà phát minh vĩ đại nhất Cơ Tư Tạp Phong Hòa. Đây là phát minh của ông ta. Vị này đại lực sĩ Quy Yêu Quảng Tú. Tốt, tốt. Đương nhiên còn cả tâm linh mạch thuật lừa lò thuần thanh Hoàng Trạch Kim. Và kiếm thủ Long tộc Bạch Lạc Đề. Là đội trưởng của họ. Vì thiếu nữ Linh Hồ tộc này, anh Tống lại càng lợi hại. Phẩm cấp văn diệu thì sao? À,
thì ra đều là dân thường. Người trẻ tuổi có ý tưởng, dân thường có chí khí, không ai cản được. Đa tạ Mạc Đa đại nhân. Nếu lần này ta có thể thành công lấy được Ngân Hà Tinh, xin cho phép ta xung phong xông trận, giết Khôi Bạc, thắng được danh diệu. Nơi này chính là cửa vào, tất cả hãy cẩn thận. Mỗi lần trước khi bắt đầu đều có nghi thức. Yêu Hiệp đại nhân cũng làm cùng đi. Muốn bảo vệ đồng đội, so với hô khẩu hiệu không bằng luyện thêm mạch thuật. Xuất phát. Ý gì đây? Mạch môn nơi này hỗn loạn, là cơ hội tốt để lấy lại quyết châu. Chút nữa cùng hành động. Đợi lão đại ra lệnh, sẽ cùng ra tay. Ngươi vừa nói gì? Quảng Tu nói đợi cái địch tới, chúng ta cùng ra tay. Đi nhanh lên. Nếu như lạc đường ở đây, cũng có thể sẽ giống như họ. Đây có lẽ là người thèm khát Ngân Hà Tinh bị nhốt tới chết ở đây. Đây là thứ gì? Mạch tầng đặc biệt của Ngân Hà Tinh hình thành sương linh ở đây. Mọi người kích hài mạch trận phòng ngự. Việc này, hài mạch trận là gì? Cái này cũng không hiểu. Cảm nhận hình mạch, thân mạch hợp nhất, thông suốt mạch môn, quá mạch thành giáp. Nơi này mạch yếu, nghe hiệu lệnh của ta, mở. Các cô bảo vệ tốt bản thân, ta đối phó với họ. Cơ hội tới rồi, chúng ta lên. Hai mặt trận. Thu mạch. Thế nào rồi, Yêu Hiệp đại nhân? Nếu đã nói cùng đi cùng về, năm người chúng ta nhất định sẽ bảo vệ ngài. Chỉ riêng việc này, còn không mau trả quyết châu cho ta. Tú Tú. Quảng Tú sao vậy? Xem cánh tay các cô. Nơi này không chỉ có thể quấy nhiễu mạch môn, còn có chướng khí. Cả cánh rừng đều là độc. Quảng Tú to lớn, hít phải nhiều khí độc. Vậy chúng ta ra ngoài kiểu gì? Trả cuộc quyết châu. Các cổ đây đợi ta. Bảo vệ tốt bản thân.
quân Linh Sơn. Thu tay đi, xương độc qua đây càng mở nhiều mạch môn, càng hấp thụ nhiều. Sợ thì đừng có tới. Không ngờ trong quân liên minh cũng có người dũng cảm, hoặc cùng chết ở đây. Vô nghĩa. Vô nghĩa hay không, không quan trọng. Cho dù không đánh, ngươi và ta cũng không thể sống sót ra khỏi đây. Không, ngươi và ta hợp tác sẽ có khả năng sống sót ra khỏi đây. Ta không hợp tác với thủ hạ của Khôi Bạc. Lẽ nào Khôi Bạc có thù với ngươi? Hắn quỷ văn diệu là sự sử dụng lớn nhất với yêu hiệp, ai ai cũng có thể giết. Ngươi có được không ít lợi ích từ văn diệu? Ngươi chẳng hiểu gì đâu. Dòng xoáy mạch trường thế này, ngươi và ta dùng sức mạnh như nhau chỉ vào nhau, hình thành dòng xoáy mạch trường, xua tan sương mù. Vì sao ta phải nghe ngươi chứ? Vì để sống sót ra ngoài. Xem ra ngươi và ta may mắn đó. Quả địa mạch liên ở đây là thuốc giải độc. Một quả có thể cứu được một mạng người. Bây giờ cầm về, cứu mạng huynh đệ ngươi vẫn còn kịp. Hợp tác dừng ở đây. Nếu muốn khai chiến, làm luôn bây giờ đi. Không cần đâu. So với Ngân Hà Tinh, mạng của huynh đệ ta càng quan trọng hơn. Người biết Ngân Hà Tinh tới rừng sương mù này còn có thể có mục đích khác sao? Đây là bảo vật giết chết Khôi Bạc, sao ngươi lại dễ dàng từ bỏ? Chắc chắn là có vấn đề. Khôi Bạc không thua bởi Ngân Hà Tinh nhỏ bé đâu. Ngươi càng không mạo hiểm tính mạng huynh đệ. Đám quân Linh Sơn này không có cả chăn diệu lại quan tâm tính mạng đồng đội như vậy, không hề giống những quái vật trong miêu tả. Mê Lân đại nhân, rất xin lỗi, ta không lấy được Ngân Hà Tinh, nhưng ta đã tìm được thuốc giải. Mê Lân đại nhân, nếu ngài đã tìm được thuốc giải, có thể đi vào sâu thêm một bước. Ngân Hà Tinh sự uy hiếp duy nhất với ngài. Được rồi, cứu tính mạng các huynh đệ trước, Ngân Hà Tinh để sau rồi nói. U Di Cuồng. Dù yêu khốn kiếp, ngươi ở đâu? Dù yêu khốn kiếp, lần sau ta nói đợi ở đâu thì đợi ở đó. Đây là thuốc giải, mỗi người một quả, chia cho mọi người. Còn ngươi thì sao? Ta là dụ yêu, không sợ độc chướng. Đại phu, xin ngài cứu phụ thân của ta. Người từng lập chiến công, chỉ có dùng yêu có văn diệu mới có thể chữa trị được. Người mau quay về đi, quay về đi. Phụ thân, phụ thân. Phụ thân, phụ thân, phụ thân.
Phụ thân, phụ thân, ngươi chỉ nói gì? Ngân hà tinh của ta đâu? Chúng ta không động vào đồ của ngươi đâu. Ăn nói kiểu gì vậy? Người ta vừa mới cứu mạng ngươi. Đa tạ yêu hiệp đại nhân. Đa tạ, cảm ơn nhé. Tú Tú vừa rồi còn lo lắng muốn chết, giờ có xin lỗi một câu cũng không chịu. Ta lương thực đã chuẩn bị xong chưa vậy? Sao mà ít quá vậy? Đã để ở đây hết rồi. Không phải ở cửa thôn còn có một vùng sao? Đại nhân, đó là lương thực mùa đông duy nhất của chúng ta. Mà con lui lại đi, giao cho chúng ta. Các người muốn tạo phản à? Dân thường à, lên cho ta. Dừng tay. Yêu hiệp đại nhân, tiểu nhân cũng là phụng lệnh hành sự. Quay về cũng không tiện báo cáo. Ngài nói xem. Để lại lương thực, cút đi. Vậy yêu hiệp đại nhân, vẫn chưa hỏi tôn danh quý tín. Quay về ta bẩm báo với Mạc Đa đại nhân. U Di Cuồng, thì ra ngài là Dụ Yêu đó à? Dụ Yêu thì đã sao? Dụ Yêu cũng có người tốt. Nào có giống như các ngươi, mềm nắng rắn buông, chó ỷ thế người. Được, mở mang tầm mắt. Dụ Yêu cũng có người tốt. Yêu hiệp đại nhân, huynh thay chúng ta bảo vệ lương thực, thật sự rất là cảm ơn huynh. Vì yêu hiệp đại nhân này tới đây giúp chúng ta, huynh ấy khác với người khác. Những lương thực này là huynh ấy bảo chúng ta mang đến đây. Đi đi. Đây là đâu? Nơi này là thôn Linh Hồ, 20 năm trước do một vị yêu hiệp lập ra. Nơi này tụ tập toàn bộ những cô nhi vì cha mẹ chiến bại mà mất đi chăn diệu. Còn có cả những tộc nhỏ chưa từng được đưa vào chăn diệu như bọn ta. Nơi này từng là nơi tốt đẹp nhất trên thế gian, cho tới một ngày bị Liên Minh Thần Thánh phát hiện. Liên Minh không tiếp nạp các cô sao? Tiếp nạp à? Liên Minh chỉ trưng thu thuế bọn ta, vì không có chăn diệu, thuế của thôn Linh Hồ vẫn luôn gấp đôi thôn khác. Linh Hồ là chủng tộc sinh sống bằng canh tác, lại phải bảo vệ đồng ruộng mà bị đói. Lần này còn dùng danh nghĩa khôi bạc lấy đi toàn bộ lương thực mùa đông trong thôn. So với khôi bạc, Liên Minh Thần Thánh càng tàn nhẫn hơn. Tại sao lại như vậy? Cho đệ. Tiếp theo đến ai đây? Của đệ. Cảm ơn. Cảm ơn. Yêu đại hiệp. Cảm ơn. Bất lịch sự. Không sao, để nó ăn đi. Đúng rồi, sao mấy người lại tới thôn này? Đương nhiên chúng ta lại được anh Tống lão đại mời đến đây bảo vệ người dân trong thôn. Không phải là chúng ta trộm lương thực bị anh Tống lão đại đánh bại sao? Ngươi thông minh quá phải không? Nhưng mà sau này chúng ta đều đã cải tạo quy chính. Lúc người trong thôn bị thu thuế, chúng ta sẽ tới Liên Minh Thần Thánh mượn một chút lương thực. Trẻ còn ở đây thích phát minh của ta.
Họ coi chúng ta như anh hùng. Mấy người bọn họ đều không nỡ đi, ta cũng miễn cưỡng ở lại. Khóc to nhất, người đòi ở lại là ngươi phải không? Có phải là ngươi muốn ăn đập không? Đúng rồi, hồi đó quên ấy mít ướt nhất, mít ướt nhất, mít ướt nhất, tiểu tử thối. Để đợi đó, để đứng lại, chậm thôi. Nè, coi chừng đó. Cảm giác này, lẽ nào chính là người nhà mà họ nói sao? Đừng có chạy, cẩn thận đi. Đừng có chạy, để đứng nó lại cho ta. Yêu đại hiệp, sau này chúng ta không ai nợ ai. Không phải là các cô nói cùng đi cùng về sao? Vậy thì chúng ta cùng về liên minh, thắng lấy giang diệu cho người trong thôn các cô. Ngươi tưởng chúng ta không muốn nó sao? Từ khi trở thành dân thường đã được định sẵn, có cố gắng thế nào cũng vô dụng thôi. Lẽ nào các cô muốn cả đời làm kẻ trộm sao? Toàn bộ yêu hiệp đều có cơ hội như nhau. Chỉ cần giết chết Khôi Bạc, thăng cấp danh diệu, U Di Cuồng, lần này ngươi làm khá lắm. Ta sẽ cho phép ngươi trở lại tiền tuyến. Đa tạ Mặc Đa đại nhân. Còn cả danh diệu của các đồng đội ta, cũng xin đại nhân, mấy dân thường này có thể đi chấp hành nhiệm vụ đã là vinh quang rồi. Nếu như bọn ta có thể đánh bại Khôi Bạc, xin đại nhân ban danh diệu cho thôn Linh Hồ. Người trẻ tuổi, chế độ danh diệu không phải là trò trẻ con. Nếu các ngươi có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ, chủ soái đương nhiên không bạc đãi. Chỉ có điều hiện giờ vẫn chưa tới lúc giao chiến. Chủ soái đại nhân, miễn thuế 3 năm cho họ trước. Tạ Mặc đại nhân. U Di Cuồng, còn về danh diệu tướng của ngươi, dùng mạng của Khôi Bạc để đổi. Một lời đã định. Kính quân đại nhân, ban danh diệu không phải chỉ có thể trả giá. Đến lúc đó, ngài tự khắc sẽ hiểu. Liên quan tới chiến công của mọi người, ta đã xin với liên minh. Rất xin lỗi, không thể ban danh diệu cho mọi người. Chỉ có thể miễn thuế 3 năm cho thôn. Sau này, nào, sôi rồi, nào, ăn thôi, nè, ăn đi. Chúc mừng, nào nào, ăn đi, ăn đi. Nào, đồ ăn là phải chia sẻ. Nào nào, há miệng đi. Chia sẻ, chia sẻ. Ăn cơm cũng không bịt miệng được các người nữa. Chúng ta uống một ly. Cùng đi cùng về.
Không hay rồi, không hay rồi. Chúng ta không lấy được Giang Diệu. Vừa rồi trên trấn có tin Mạc Đa dẫn đại quân quyết chiến với Khôi Bạc. Đến Ngân Hà Tinh cũng không giết được Khôi Bạc. Lợi hại quá, đồ nhát gan. Nếu hắn không lợi hại, cần chúng ta làm gì? Sợ, sợ cái gì? Đúng, có U Di Cuồng đại nhân ở đây, chúng ta chắc chắn có thể thắng. Lợi hại hay không, thử mới biết được. Kính quân đại nhân, không phải câu nói động lực nhận này có thể giết chết Khôi Bạc sao? Nhưng hôm nay chiến đấu, quân ta tổn thất nặng nề, lại không làm Khôi Bạc bị thương. Sức mạnh của Ngân Hà Tinh cần năng lượng lớn để thúc đẩy. Rõ ràng năng lượng của Mạc đại nhân vẫn còn chưa đủ. Theo ta. Đây mới là cách dùng thật sự của Ngân Hà Tinh. Chỉ cần Mạc đại nhân bằng lòng từ bỏ suy nghĩ tự tay chém giết, vũ khí này chắc chắn có thể giết được Khôi Bạc. Vũ khí này dùng như thế nào? Tìm một người mang bia chỉ dẫn vũ khí tới trước mặt Khôi Bạc, định vị Khôi Bạc, vũ khí này có thể lập tức biến hắn thành bột. Nhưng mà ai có thể mang bia chỉ dẫn này tới bên cạnh Khôi Bạc? Mạc Đa đại nhân, vì sao hôm nay không có ai thông báo tiểu đội chúng ta tham gia quyết chiến? Chiến đấu hôm nay chỉ là kế sách làm tê liệt kẻ địch thôi. U Di Cuồng, đội trưởng tiểu đội dạ chiến, chiến khu phía nam của Liên Minh Thần Thánh nghe lệnh. Yêu hiệp U Di Cuồng, ta đại diện Liên Minh Thần Thánh ban cho tộc dù yêu ngươi Văn Diệu tướng, lệnh cho ngươi dẫn theo tiểu đội dạ tập tập kích doanh trại Khôi Bạc, giết Khôi Bạc. U Di Cuồng nhận lệnh. Nào, đợi khi ngươi giết chết Khôi Bạc rồi, Khải Hoàng trở về, Liên Minh nhất định sẽ tổ chức nghi thức long trọng cho ngươi, kích hoạt Văn Diệu. Tuân lệnh. Còn thôn Linh Hồ thì sao? Ngươi cứ yên tâm, chỉ cần chiến thắng quay trở về, Liên Minh tự khắc sẽ ban thưởng như hẹn. Chúng ta sẽ chính thức nạp thôn Linh Hồ vào hệ thống Văn Diệu được Liên Minh bảo vệ. Đa tạ. Quyết chiến Khôi Bạc vốn là chuyện của cá nhân ta. Để ta lấy Văn Diệu, thôn Linh Hồ còn cần các ngươi bảo vệ.
Chủ thần đại nhân, lần này ta nhất định không để cho ngài thất vọng nữa. Chẳng phải ta nói rồi sao, cánh mày là phát minh vĩ đại nhất của ta. Sao các cô qua đây vậy? U Di Cuồng, lần này là ngươi tỉ hành động. Các cô quay về đi, Khôi Bạc quá nguy hiểm. Đã nói cùng đi cùng về, bọn ta không bỏ lại ngươi đâu. Khôi Bạc, ra đi. Kỵ Quanh Tam.
U Di Cuồng. Toàn bộ yêu hiệp đều có một thân phận bình đẳng, chỉ cần giết chết Khôi Bạc, chiến tranh tự khắc hết. Đến lúc đó không còn ai thu thuế các ngươi nữa. Nói với những đứa trẻ đó, các ngươi là anh hùng thật sự của Nguyên Ương giới, để những kẻ coi thường các ngươi nhìn với ánh mắt khác. Chúng ta sẽ khác ngươi, không bỏ mặc đồng đội không quản. Cùng đi cùng về. Nào nào nào, tránh ra. Người trẻ tuổi, ta đang muốn thưởng cho ngươi. Tuy lần này không phải là ngươi tự tay kết thúc Khôi Bạc, nhưng mà quả thật đã cống hiến rất lớn. Chính thức kích hoạt danh dự tướng. Hả? Hay, chúc mừng U Di Cuồng đại nhân. Nhìn quan của các đồng đội ta thì sao? Cái gì? Ta nói, nhìn quan của các đồng đội đã chết của ta thì sao? Đa tạ các vị đã chúc mừng. Bây giờ ta cần bàn vài chuyện với đội trưởng U Di Cuồng. Mời các vị cứ tự nhiên. Tự nhiên hả? Người trẻ tuổi, nói chuyện có thể chọn địa điểm không? Ta không biết. Vừa rồi có lời nào không thể nói? Năm người này không có danh dự, không có thân phận, không thể tính là binh sĩ liên minh. Cái chết của họ có phải là vì chống lại Khôi Bạc không? Lẽ nào chỉ vì không có danh dự thì đến tư cách liệt sĩ cũng không có sao? Đừng có vội mà, U Di Cuồng các hạ. Lẽ nào ngươi không biết liên minh thần thánh chúng ta là đại diện cho chính nghĩa và chính thống, thì không nên tồn tại binh sĩ không có danh dự sao? Nếu để các tướng lĩnh biết dân thường tham chiến, vậy họ sẽ cho rằng đây là sự sỉ nhục đối với họ, làm lay động chế độ danh dự. Vậy danh dự của thôn Linh Hồ, ngài đã đồng ý? Thôn Linh Hồ gì hả? Ta đã nói rồi, bọn họ không hề tham chiến. Ban văn diệu tướng cho ngươi đã là cho ngươi mặt mũi rồi. Đa tạ mặt đại nhân. Đồng đội của ta vì chiếc Khôi Bạc hy sinh mạng sống, ta xin ngài để họ sau khi chết có thể có được một phần vinh quang.
U Di Cuồng đại nhân trọng thương vẫn chưa khỏi, không tiện ở đây lâu, đưa ngài trở về doanh trướng của mình nghỉ ngơi đi. Dạ. Thành viên tiểu đội Dạ Chiến, Bạch Lạc Đề, Phong Hòa, Anh Tống, Hoành Trạch Kim, Quảng Tú, thân là dân thường, anh dũng chống lại Khôi Bạc, không tiếc hy sinh. Bạch Lạc Đề, Phong Hòa, Anh Tống, Hoành Trạch Kim, Quảng Tú, thân là dân thường, anh dũng đấu. Tên điên. Dân thường cũng có thể chống lại Khôi Bạc, vậy còn cần quân nhân dân diệu chúng ta để làm gì? Khôi Bạc đã chết. Cuối cùng ta không cần ở cùng đám yêu quái địa giới ngu ngốc này nữa. Không thể nào. Khôi Bạc cảnh báo, Khôi Bạc còn chưa chết. Sao có thể? Các ngươi nghe cho rõ đây, ta là U Di Cuồng của Vũ Yêu. Ta và chiến hữu của ta Bạch Lạc Đề, Phong Hòa, Anh Tống, Hoành Trạch Kim, Quảng Tú, bọn ta cùng đánh bại Khôi Bạc. Ta phải cho các ngươi đều nhìn cho rõ, bọn ta sẽ lần nữa đánh bại hắn. Bạch Lạc Đề, Phong Hòa, Anh Tống, Hoàng Trạch Kim, Quảng Túng. Bạch Lạc Đề, Phong Hòa, Anh Tống, Hoàng Trạch Kim, Quảng Tú. Bạch Lạc Đề, Phong Hòa, Anh Tống, Hoàng Trạch Kim, Quảng Tú. Bạch Lạc Đề, Phong Hòa, Anh Tống, Hoàng Trạch Kim, Quảng Tú. Bạch Lạc Đề, Phong Hòa, Anh Tống, Hoàng Trạch Kim,
Quảng Tú, Bạch Lạc Đề, Phong Hòa, Anh Tống, Hoàng Trạch Kim, Quảng Tú. Ngươi nghe rõ đây, đối thủ của ngươi là tướng lĩnh quân Linh Sơn, Khôi Bạc đời thứ tư, Mê Lưng, Bạch Lạc Đề, Phong Hòa, Anh Tống, Hoàng Trạch Kim, Quảng Tú, Bạch Lạc Đề, Phong Hòa, Anh Tống. Bạch Lạc Đề, Phong Hòa, Anh Tống, Hoàng Trạch Kim, Quảng Tú vào năm Khôi Bạc 1026 tham gia tiểu đội giả chiến chiến khu phía nam Liên Minh Thần Thánh. Anh dũng tác chiến với Khôi Bạc mà hy sinh. Ta là đội trưởng của bọn họ, dùng yêu U Di Cuồng. Bây giờ ta phải báo thù cho họ. Dũng khí đáng khen, nhưng ngươi không thể chiến thắng. Ta biết là ngươi rất mạnh, bọn ta rất khó chiến thắng, nhưng mà bọn ta sẽ dùng hành động của chính mình thể hiện thái độ. Bọn ta là kẻ địch của ngươi. Cho dù chúng ta không còn được thừa nhận tư cách kẻ địch của Khôi Bạc. Quân Linh Sơn nghe lệnh. Có Bạch Lạc Đề, Phong Hòa, Anh Tống, Hoàng Trạch Kim, Quảng Tú. Năm người này vì thề chết bảo vệ quê hương, chống lại Khôi Bạc, mà được toàn bộ quan lính quân Linh Sơn ghi nhớ và coi là tử địch. Đúng là chế diễu, cống hiến tính mạng vì liên minh mà tên tuổi cũng không xứng có. Ngược lại để kẻ địch thừa nhận liên minh như vậy không đáng đi bảo vệ. Đều văn diệu này lao vào chỗ chết là giấy bận với họ. Mê Lân đại nhân, ta biết nguyên lý của chùm sáng, nó là tấn công từ bầu trời. Hơn nữa cần bia chỉ dẫn làm điểm trung tâm tấn công mục tiêu chùm sáng. Bia chỉ dẫn, nói mau, có phải là ngươi không? Vũ khí chùm sáng gì, bia chỉ dẫn gì? Ta không biết các ngươi đang nói gì hết. Rõ ràng là mạch thú cho ngươi triệu quán. Dù yêu bí ổi này có thể tấn công từ trên trời, chỉ có thể là phi thuyền thiên thần. Rõ ràng là liên minh các ngươi tàn nhẫn độc ác, dùng vũ khí sát thương kiểu này hại hơn 8.000 quân đệ chúng ta quá thành tro bụi, còn muốn vu khống chủ soái của chúng ta. Nếu không phải là vì ngươi, sao chúng ta có thể chết nhiều người như vậy? U Di Cuồng, ta yêu huynh đệ của ta giống như người yêu đồng đội của ngươi. Ta đương nhiên sẽ không vì mấy người ở tiểu đội các ngươi giết nhiều huynh đệ của ta như vậy. Trước khi ngươi tới đại doanh quân Linh Sơn, rốt cuộc ngươi có mang bia chỉ dẫn của vũ khí chùm sáng hay không? Ta đã nói rồi, ta không. Là ta đã hại các người.
Năm người này không có danh hiệu, không có thân phận, không thể tính là binh sĩ liên minh. Cái chết của họ có phải là vì chống lại Khôi Bạc không? Lẽ nào chỉ vì không có danh hiệu thì đến tư cách liệt sĩ cũng không có sao? Lẽ nào ngươi không biết liên minh thần thánh chúng ta là đại diện cho chính nghĩa và chính thống thì không nên tồn tại binh sĩ không có danh hiệu sao? Ban danh hiệu tướng cho ngươi đã là cho ngươi mặt mũi rồi. Mê Lân đại nhân, chỉ có báo thù và thương nhớ là người khác không thể làm thay. Tướng quân, Khôi Bạc tập kích. Đến ngươi rồi. Thiên thần đại nhân, nhanh để phi thuyền bắn chùm sáng lần nữa. Trong thời gian ngắn như vậy không thể tiến hành bắn hai lần. Ngân Hà Tinh cần nạp năng lượng, hơn nữa cũng không có người thích hợp làm bia chỉ dẫn. Lẽ nào thiên thần các cô chỉ có chút năng lực này sao? Tránh ra đi. U Di Cuồng, có phải từ lúc đầu chúng ta đã là quân cờ được ngươi lựa chọn? Phải thì sao? Ngươi muốn cơ hội giết chết Khôi Bạc, ta đã cho ngươi. Ngươi biết đồng đội ta sẽ khí công hy sinh ngay từ đầu. Khôi Bạc là tai họa của cả Nguyên Ương giới. Một đám dân thường bọn họ có thể hy sinh trong đấu tranh thảo phạt Khôi Bạc, đây là vinh quang của họ. Nếu ngươi là yêu hiệp thì chấp nhận thách chiến của ta. Đối thủ của ngươi là Liên Minh Thần Thánh? Không phải. Dân thường ở thôn Linh Hồ, U Di Cuồng. Ngươi lại vì những tên dân thường này bằng lòng từ bỏ cả danh hiệu tướng sao? Ta thấy sỉ nhục gì đeo đồ giống như ngươi. Được. Đối thủ của ngươi là tư lệnh chiến khu phía nam Liên Minh Thần Thánh, danh hiệu tướng Mạc Đa.
nay ta sẽ cho các ngươi biết sức mạnh thật sự của Văn Diệu tướng. Người giết ta thì có thể thế nào? Ta vẫn là liệt sĩ có Văn Diệu tướng. Các đồng đội của ngươi vẫn là dân thường, không có Văn Diệu. Yêu quái địa giới ngu xuẩn. Cô thân là thiên thần, lẽ nào có thể coi thường mạng người sao? Khôi Bạc, cho dù không thắng được ngươi, ta cũng cần hành động của ta để thể hiện thái độ. Ta là kẻ địch của ngươi. Tử địch. Sẽ có một ngày, ta đánh bại ngươi. Trước lúc đó, ta vẫn còn một việc phải làm.